Thưa quý vị, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương trong tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo cho gia đình chính sách với những việc làm thiết thực, phần nào đã xoa dịu nỗi đau, giúp các gia đình chính sách vươn lên có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Chiến tranh đã đi qua hơn gần nửa thế kỷ, song những vết thương mà cuộc chiến để lại cho mỗi người, mỗi gia đình và người thân các thương bệnh binh liệt sĩ vẫn còn đó. Và với người bệnh binh này, nhờ có sự quan tâm hỗ trợ và thăm hỏi thường xuyên của chính quyền địa phương đã giúp ông Sáu cùng gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống để tận hưởng được nền hòa bình độc lập do chính ông và các đồng chí đồng đội đã quên mình đánh đổi. Cuộc sống mình đã hy sinh vì đất nước mà hôm nay còn sống ở đây cũng nhờ có chính quyền địa phương và anh em ở đây á tận tình giúp đỡ và nhã đối với cuộc sống bản thân mình thấy là coi như là thảnh thơi cũng như mọi người ngày xưa. Không chỉ quan tâm về mặt đời sống, những năm qua các cấp ủy đảng chính quyền địa phương trong tỉnh còn hỗ trợ kịp thời các chính sách cho thân nhân liệt sĩ. Đơn cử như gia đình bà Nguyễn Thị Mến là con của liệt sĩ, được địa phương tạo điều kiện hoàn thành thủ tục miễn giảm 70% tiền sử dụng đất, tương đương khoảng 80 triệu đồng khi gia đình chuyển mục đích sử dụng 300 mét vuông đất nông nghiệp sang đất thổ. Nhà nước quan tâm tới con của liệt sĩ, tôi cũng hân hoan lắm, tôi rất vui. Tại giờ đồng tiền mình rất khó. Mà mình được như đó là mình cũng ưu ái cho mình, cũng mừng lắm. Toàn xã thì có khoảng hơn 500 cái gia đình chính sách người có công trên địa bàn xã. Thì trong những năm qua thì chỗ đảng ủy chính quyền thì đặc biệt là quan tâm sâu sát thường xuyên đối với các gia đình chính sách, gia đình người có công trên địa bàn xã. Đặc biệt là có những cái chế độ chính sách, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách. Đang tổ chức rất nhiều cái hoạt động. Cụ thể là tổ chức các cái đoàn đi thăm hỏi thương binh, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm các cái cơ sở nuôi dưỡng thương binh, thăm làng thương binh dị thành Đổ Thừa, thăm thân nhân người có công ở trung tâm bảo trợ xã hội. Đặc biệt là năm nay tỉnh tổ chức đoàn cho ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy đi thăm người có công tiêu biểu ở 15 đơn vị huyện thị. Đây là một hoạt động mới so với các năm. Tháng 7 về là thời gian lắng động nhất để mỗi người Việt Nam kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn của những người đã hy sinh, quên mình vì Tổ quốc và gửi lời tri ân tới những gia đình chính sách bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Đây không chỉ là nhiệm vụ trách nhiệm mà còn là tình cảm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh xương máu, tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc, góp phần làm vơi đi nỗi đau của các gia đình có công với Tổ quốc.